Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy tiếp tục theo dõi diễn biến tập 15 tác phẩm Sát Thủ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tự tay pha cho vợ cốc siro liệu, giáo sư Tấn không quên bỏ thêm cục đá nhỏ cho mát. Đợi hồng nhan tri kỷ của mình uống hết 2 phần 3 cốc nước, ông nhẹ nhàng nói. Việc của thằng Hùng đã lỡ rồi. Em đừng khắc khẩu với con trai quá. Hãy để nó cảm nhận được tình cảm yêu thương mỗi khi quay về nhà. Nếu không, anh sợ ngôi nhà chỉ là nơi để nó chút mọi oán hận trong lòng. Bình thường, bác sĩ Hà Nga luôn nghe theo lời khuyên của giáo sư Tấn bởi ông vừa là chồng, lại vừa là người thầy của mình. Tuy vậy, riêng việc dạy dỗ con trai, bác sĩ Hà Nga không nghe ai bởi bà hiểu rõ với những kẻ nghiện ngập sự mềm lòng đồng nghĩa với việc tiếp tay cho cái xấu vốn không bằng lòng khi chồng dấm rúi đưa tiền cho hùng bác sĩ hàng nga kiên quyết nói anh sai đầm khi nghĩ dùng tiền sẽ khiến nó thay tâm đổi tính nếu phải lựa chọn lần nữa em vẫn dùng cách xích chân nó rồi nhốt trong nhà đến khi nó hết nghiện mới thôi ngắm những giỏ phong lan đang khoe sắc giáo sư tấn thấy việc chăm sóc vườn hoa đòi hỏi sự kiên trì nhẫn nại nhưng việc cảm hóa một con người còn khó hơn thế rất nhiều. Dù cảm phục nghị lực của vợ, nhưng giáo sư không đồng thuận với sự cứng rắn như vậy. Ông biết Hùng là đứa lưu manh côn đồ, nhưng nếu không cảm hóa mà chấp nhận buông tay, ông sợ sẽ mất con vì những việc làm tội lỗi của nó. Đợi cho Hồng Nhan Tri Kỳ nói xong, giáo sư Tấn điềm đạm phân tích. Sở dĩ tuần trước thằng Hùng không đập phá, bởi anh trai Hương là đại ca của nó, chính anh đã bí mật đi gặp cậu Tiến Nhờ vậy Hùng đã không lún sâu vào những tội ác phải đi tù. Nhưng việc đó sẽ không thể kéo dài. Nếu em không tạo cho con cảm giác yêu thương lúc quay về, anh sợ nó sẽ tuột dần khỏi hai vợ chồng mình. Bác sĩ Hằng Nga quyết không mềm lòng, bà nhấn mạnh. Có một thằng nghiện trong nhà. Em nghĩ còn bất hạnh hơn bạn lần không con lắm. Không bận tâm đến những lời nói có tình, có lý của chồng, bác sĩ Hằng Nga vẫn bảo vệ quan điểm của mình một cách mạnh mẽ là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, nhưng không ít lần bà chứng kiến con nghiện chết vì sốc thuốc. Chưa kể có kẻ vì đói thuốc đã đi vào con đường trộm cướp. Dù kính trọng chồng, nhưng bà không chịu thỏa hiệp. Bởi trong con mắt của bà, thằng Hùng giờ không đáng tin. Có một điều bà không muốn nói ra do sợ chồng lo lắng, vì người già thường hay mất ngủ do suy nghĩ nhiều. Đó là nếu căm ghét thằng con nghiện ngập mười phần Bà căm hận lão chồng cũ khiến nó thân tàn ma dại cả ngàn lần. Với lão chồng mặt người dạ thú, bác sĩ hàng Nga muốn có ngày tự tay xử lý, bởi bà coi lão đó còn ghê tởm hơn cả bọn sát nhân. Không thuyết phục được vợ khiến giáo sư Tấn trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ông có thể đi gặp Hùng lần nữa, nhưng nếu tiếp tục chứng kiến màn đấu khẩu qua lại của hai mẹ con, như vậy khác nào sự xung khắc đến cay nghiệt của hai bà hàng xóm ở phố thợ nhuộm. Lần đầu tiên, kể từ ngày về chung sống dưới một mái nhà, hai người bất đồng quan điểm về cách đối xử với đứa con lạc loài của mình. Giáo sư Tấn ngồi lơ đãng ngắm những chậu hoa khoe sắc. Ông thấy phía sau đó là sự vô vị nhạt nhẽo. Lặng lẽ cho những tập tài liệu quý giá vào cặp, giáo sư Tấn vào nhà gấp mấy bộ quần áo. Trước sự ngạc nhiên của vợ, ông chậm rãi nói. Anh quay lại nhà để suy nghĩ thêm về cách cảm hóa con trai em cũng nên bình tâm nghĩ cho thấu đáo mọi chuyện. Ngồi trên xe xích lô ngắm những đôi nam thanh nữ tú đèo nhau đi chơi ngày cuối tuần, giáo sư Tấn chạnh lòng thấy tiếc cho người con trai. Nếu không ra vào con đường tội lỗi, con trai ông chắc đã tốt nghiệp đại học, biết đâu có bạn gái để đèo nhau như mấy đôi vừa đi ngang qua. Tuổi già, đáng nhẽ được hưởng sự ăn vui bên con cháu, nhưng giáo sư Tấn thấy mình không được như thế. Hiện nay cô con gái lớn đã bị ông từ mặt, Người con trai thứ đi làm chuyên gia sắp quay về, nhưng không rõ thái độ. Cậu con rơi vãi không biết có chịu hoàn lương. Tất cả mọi việc dường như quá sức với một ông già tuổi ngoài 70. Xe dừng lại sát vỉa hè, dù chưa bước xuống, nhưng giáo sư Tấn ngạc nhiên khi không nghe thấy tiếng chửi nhau của hai bà hàng xóm. Lúc bước qua cánh cổng sắt, giáo sư Tấn chợt nhớ ra, giờ này hai bà còn phơi mặt trên vỉa hè phố Quang Trung để kiếm sống. Như thường lệ, Bà bán vé số nói xấu bà bán thuốc lá với khách vì tội thuốc hay mất mùi. Còn bà bán thuốc lá sẽ mách cho khách sang bên kia đường mua vé số nếu muốn có cơ may trúng thưởng. Nằm nghe tiếng chiếc đồng hồ cổ đổ chuông ngoài phòng khách. Xem vào đó là tiếng nước dội từ trong nhà tắm vọng vào. Lão tương cả mệt rũ người nên không phản ứng như trước. Cách đây vài tháng, nếu nghe thấy tiếng nước do cô vợ trẻ đang tắm, kiểu gì lão cũng sẽ cằn nhằn cho sướng miệng. Thậm chí có lần lão tỏ ra tiếc nối vì xây nhà tắm sát phòng ngủ theo kiểu Tây. Lão đừng ước, giá như xây nhà tắm rời xa hẳn như các cụ ngày xưa. Biết đâu cô vợ trẻ không tiện chân bước xuống giường, đã chạy vào đó bị bõm. Nhổm người cầm chai nước lọc, lão tuyên cả ngửa cổ tu một hơi cho đỡ khát. Dù không rượu bia như mấy lão già đầu làng, nhưng cảm giác khát khô họng khiến mỗi sáng lão phải uống no bụng nước đưa tay ra phía trước lão tương cả thấy lòng bàn tay nổi sần các mụn cơm bé như hạt tấm có những chỗ to như hạt lạc khiến lão cảm thấy khó chịu sợ mình mắc phải bệnh vẩy nến lão quyết định chạy sang nhà ông lang khương ở đê âu cơ để thăm khám tôi ra dính bệnh là việc không tránh khỏi nhưng lão luôn tự tin vào sức khỏe của mình không muốn ăn sáng ở nhà vì lỡ mất thời điểm trời còn mát mẻ lão tương cả dắt con xe dream ra ngoài sân vẫn theo thói quen cũ Lão Long chùi cẩn thận trước lúc nổ máy. Nhìn thấy cô vợ trẻ mặc chiếc quần đùi lụa màu xanh nước biển tôn cặp giò trắng nõn, Lão Tương Cà lừa mắt quát. Loại con gái cọ mổ, ăn mặc kiểu đó để hóng trai phải không? Không để cô vợ trẻ thanh minh, Lão Tương Cà mở cổng phi xe hướng ra đường trục chính của làng. Tuy vậy Lão đã cẩn thận khóa cổng từ phía ngoài để nhốt cô vợ trẻ trong nhà. Lão không muốn đám trai làng được phen động cỡn, con đường đi dẫn tới cầu Trương Dương chưa đông đúc. Ngoài mấy xe bò chở gạch, xe công nông chở xi măng, có thêm mấy người chở đôi sọt chở rau hướng về nội thành. Sở dĩ lão quyết định sống ở ẩn bên này vì nhiều lẽ. Đã từ lâu lão luôn ấp ủ dựng một ngôi nhà gỗ kiểu ba gian hai trái để sống đời phu ông. Ngạt nỗi kiếm được miếng đất rộng để dựng nhà làm vườn ở Hà Nội sẽ tốn cả mớ tiền. Trong khi bước chân ra cửa vẫn đụng ngay vào sự ồn ào nơi phố thị dựng nhà ở bên thạch bàn lão tự hào vì có ngay cô vợ trẻ đẹp hầu hạ đêm ngày dù không có được năm thê bài thiếp như người xưa nhưng lão biết sức mình hiện giờ chiều vợ đã đủ như cả người xe máy xịn chạy êm du chẳng mấy chốc lão tương cả đã dừng xe trước ngôi nhà của ông lang khương đây là vị thầy lang duy nhất lão tin tưởng còn mấy vị khác dù nổi tiếng hệ ai nhắc đến đều bị lão gọi là lang băm ngôi nhà của ông lang khương rộng rãi mát mẻ Khách đến thăm khám đều phải xuống xe tắt máy rồi dắt qua cổng nhà có đắp nổi chữ bảo sinh đường. Dựng xe dưới gốc cây ổi, lão tương cà liền khóa càng khóa cổ xe cẩn thận. Lão chọn vị trí này để ngồi trong nhà vẫn phóng tầm mắt nhìn ra trong trường con xe được. Dù đầu giờ sáng nhưng ở sân nhà ông Lang Khương có hai xe máy cùng vài chiếc xe đạp của người đến chờ khám. Lão tương cà từng nghe một câu chuyện truyền miệng. Năm xưa có tay nhà giàu cậy mình lắm tiền nhiều của do vậy tay đó vẫn chém chệ ngồi trên con xe cúp bóng loáng phi vào tận sân là thầy lang không được phép từ chối trần bệnh cứu người sau khi bắt mạch cẩn thận cho tay đó ông lang khương từ chối không lấy tiền ông viết ra tờ giấy vòn vẹn có dòng chữ bệnh hợm của không thuốc men nào chữa khỏi Bà uy tín của mình dù không cần quảng bá nhưng bảo sinh đường luôn có nhiều người tìm đến ngay phía cuối khu vườn ông lang khương cho dựng mấy gian nhà lợp giấy dầu đó là nơi tá túc của bệnh nhân ở xa đến chữa bệnh. Thời buổi khó khăn, do vậy bệnh nhân thường mang gạo rồi tự nấu ăn. Người nào ở xa trong vòng bán kính trăm cây số sẽ chuẩn bị cơm nắm muối vừng để sáng đi tối về. Không vừa đọc mấy tờ báo cũ được đặt trên bàn cho mọi người đợi. Lão tương cả chắp tay sau đít đi dạo quanh khu vườn. Lão biết, nếu không phải đất tổ phụ để lại, người thường khó thu xếp tiền để mua được được buổi sáng thành thơi ngắm vườn cùng mấy hòn non bộ. Do vậy dù phải đợi lâu nhưng lão tương cả không lấy thế làm phiền lòng. Thấy đói bụng nên lão còn ra cổng ngồi ăn bánh giò. Lúc những người bệnh sách hơn chục thang thuốc ra về, lão tương cả lững thững đi vào phòng khám. Vốn là chỗ quen biết nhiều năm, ông Năng Khương không vội bắt mạch kê đơn cho lão. Ông rót chén trà mời khách rồi tự hào nói. Bác uống thử trà long tỉnh xem thế nào. Ngày xưa cái anh trà tàu luôn đứng số một nghe lão tương cả kể bệnh và đưa tay chỉ vào các mụn cơm, không cần bắt mạch như thông thường, ông Lang Khương yêu cầu lão cho xem gan bản chân. Nơi đó cũng xuất hiện nhiều mụn cơm như vậy. Sau khi nhìn lưỡi của bệnh nhân, ông Lang Khương khẽ thở dài nói: Ngay từ lúc bác bước vào đây, tôi nhìn thấy sắc mặt của bác không được như trước, da sạm kèm các nốt thâm nhỏ ở bụng và mụn cơm ở tay và chân. Trong nghi văn chỉ rõ là dấu hiệu của việc bị nhiễm độc thạch tín. Tôi bị đầu độc thạch tín. Lão Tương cả kinh hãi hỏi lại. Ông Lang Khương lắc đầu giải thích rõ. Nguồn nước ngầm nhiều khi cũng nhiễm arsen. Tuy nhiên nếu lượng thạch tín bị đưa vào cơ thể dần dần, đến lúc nguy cấp rất khó chữa trị và đào thải ra ngoài. Bốc cho Lão Tương Cà trục thang thuốc. Ông Lang Khương căn dặn. Bác về kiểm tra nguồn nước và thức ăn. Nếu không sẽ khó chữa được. Trời bắt đầu nắng trói trang. Lão Tương Cà rời con đê âu cơ nhưng không quay về thạch bàn hôm nay lão tiện công ghé thăm nhà của thằng con cháu nhà hán bởi từ lúc tên nó chuyển sang nhà mới lão chưa có dịp nào đến ngồi quán nước của vợ tiến nỏ đúc tuy nhiên đầu óc lão tương cả nghĩ đến việc khác lão nhớ chuyện ngày xưa bên tàu có người chồng đầu độc vợ bằng thạch tín nên không ai phát hiện ra tuy nhiên lưới trời thưa mà khó lọt chính độc tố tích tụ ở trên tóc đã vạch mặt kẻ độc ác sát nhân giả tử là lẽ đương nhiên Nhớ đến lời của ông Lang Khương, lão tương Cà quyết làm cho ra nhẽ, bởi lão không có thói quen tin người khác vô điều kiện, dù đó là cô vợ trẻ hàng đêm ôm ấp. Không mảnh bao như hồi đầu, tiến lò đúc mặc một bộ quần áo lụng thụng, đi đôi dép lê mòn vẹt ra đón khách. Nhưng lão tương cả đổi ý, không vào ngôi nhà xây khang trang của tiến lò đúc. Lão hất hàm về phía trước nói. Không mấy khi gặp nhau, anh cùng chú đi ra đầu kia ngồi nhâm nhi chút, từ ngày truyền về sống ven hồ tây điều tiến lò đúc tâm nắc nhất vì nơi đây có nhiều hàng ăn ngon nếu như đầu phố thụy khuê có hàng bánh giò ngon có tiếng ngay đường vào sườn phim lại có hàng phở bò không kém phở thìn lò đúc là mấy cá và ốc hồ tây chất lượng khỏi bàn do vậy từ một quán cá lợp bằng lá ban đầu giờ đây ngay đầu hồ tây gần vườn hoa lý tự trọng có thêm vài quán cá mọc lên phục vụ thực khách đã qua rồi thời kỳ ăn lấy chắc mặc lấy bền tiến lò đốc chỉ cần vít ga xe máy chạy lên đê nhật tân là có dăm hàng thịt chó sẵn sàng phục vụ lão tương cả dù đầu óc còn bận tâm tới vụ thạch tín nhưng trưa này vẫn phải bấm bụng mời tay đại ca giang hồ đi ăn do lão vẫn canh cánh trong lòng mối hận lão hòa đào mộ không mấy khi được thầy rồi cho hai con sói đầu đàn giết nhau cạn chén rượu thuốc do nhà hàng đem ra tiến lò đúc làm bộ quan trọng thông báo tin sốt dẻo do biết em hay qua lại giao lưu cùng anh Do vậy Lão Hòa đàm Mộ đã bắt tay với một thằng giang hồ có số má khác Em nghi Lão đó đang nhằm vào anh Còn việc gì em không rõ gặp nhiều chuyện không đâu Lão Tương Cả gõ tay xuống bàn nói ngay Chú tung người Tìm cho ra tung tích thằng đó Nhớ không được động thủ Để anh còn tra hỏi Nếu cần tiền sáng mai qua thạch bàn lấy tạm ứng Ngồi ăn xong bát cháo Cá kết thúc bữa ăn uống Hai người chia tay nhau với tâm trạng khác nhau tiến lỏ đúc nhìn theo bóng lão tương cả cưỡi con xe dream bóng loáng trên giọt xe còn để trục thang thuốc bắc y lắc đầu vì thấy hóa ra hai lão già còn máu ăn thua đủ hơn cả mấy con bạc khát nước khi hé lộ tin cho lão tương cả thần ra tiến lỏ đúc đã sai hùng chim lợn cùng bảo còi ngầm bám theo lão hòa đảm bộ y quyết tâm tìm cho bằng được tổ con chuồn chuồn tự dưng nhận được tiền tạm ứng vào ngày mai tiến lỏ đúc cảm thấy đầu óc của y thông minh không kém hai con sói đầu đàn cởi chiếc áo bay vắt ngang vai tiến lò đúc chạy xe chậm chậm ven hồ tây chưa hôm nào y thấy hứng khởi như hôm nay bởi từ một kẻ đâm thuê chém mướn theo lệnh của mấy lão già lắm tiền thừa độc ác giờ đây y có thể tạo cuộc chơi theo cách của mình là một kẻ vào tù ra tội nhiều lần tiến lò đúc hiểu rõ câu châu bò đánh nhau rồi mũi chết nhưng lần này hai con sói cắn nhau con nào chết và bị thương kẻ thu lợi vẫn là y cùng mấy gã đàn em. Nhìn thấy đại ca mặt đỏ tưng bừng, còn cởi trần phi xe máy theo hình chữ chi. Mấy tên đàn em cười sàng khoái vì chúng biết tiểu lượng của tiến lò đúc không dễ gì say được. Hùng chim lợn chạy ra, đỡ con xe một 100. Trong lúc đó bảo còi không nén được vui mừng, liền na mô hớt. Báo cáo đại ca, tụi em đã tìm ra thằng sát thủ riêng của lão hòa đà mộ. Đúng là bỏ công ăn bội nằm bờ. Chỉ tay về phía mấy kẻ câu cá trộm. Tiến lò đốc ra lệnh: "Bọn mày đứng canh cho tao, hễ chúng nó câu được con cá quả thì hỏi mua ngay, nếu không bán thì cướp để chiều liên hoan." Ngày Chủ nhật, không ở bên khu Bồ Đề như tuần trước, giáo sư Tấn thay vì tưới cây buổi sáng theo thói quen, ông rất tuấn kiệt xuống sân chơi một lát rồi ăn sáng, bởi dù sao trẻ con cần vận động, còn như thế mới phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Hai ông cháu vui chơi cùng nhau cũng là sự gắn kết sợi dây tình cảm điều mà giáo sư không thể làm được với người con rơi của mình trong quá khứ. Dù biết vợ mình ở bên bồ đề sẽ buồn, nhưng ông muốn bình tâm suy nghĩ về cách tiếp cận, giúp người con trai trở về với cuộc sống đời thường. Cả đêm trằn trọc ngủ không sâu giấc, giáo sư Tấn vẫn canh cánh trong lòng do trách nhiệm làm cha. Dù chữ giá như luôn khiến người ta phải nuối tiếc, nhưng ông quyết không để hai mẹ con sau này phải nói giá như. Trời cùng đứa cháu nội tinh nghịch nhưng thông minh và nhanh nhẹn, Giáo sư Tấn thấy việc vợ chồng người con trai nhận Tuấn Kiệt về nuôi là điều nên làm, bởi con trai và con dâu ông sẽ trao cho thằng bé một cuộc sống được học hành và giáo dục đầy đủ. Nếu ngôi biệt thự cổ này không có tiếng chửi nhau, nó sẽ là nơi sống lý tưởng cho người già cùng trẻ nhỏ. Khi người Pháp đã xây dựng công trình kiến trúc kiểu thuộc địa phù hợp với khí hậu nóng ẩm, ai từng sống trong các ngôi biệt thự kiểu đều thấy rõ. Nhờ những bức tường dày tới 30 phân, bởi thế ngôi nhà luôn mát mẻ vào mùa hè, còn mùa đông lại ấm cúng. Sau này dù Hà Nội có nhiều ngôi nhà tập thể lắp ghép được dựng lên, tuy nhiên nó chỉ phục vụ nhu cầu về nhà ở cho người lao động. Về độ bền cũng như sự tiện nghi, những khối nhà đó còn kém xa mấy công trình có tuổi đời gần trăm năm về kiến trúc, lẫn độ bền theo thời gian. Vốn từng đi nhiều nước trên thế giới, giáo sư Tấn hiểu rõ giá trị của ngôi biệt thự cổ. Đưa cháu trai lên nhà ăn sáng, giáo sư Tấn ngắm nhìn chiếc xe đạp dựng ngay dưới cầu thang. Kể từ ngày con trai đi làm chuyên gia bên Angola, chiếc xe favorite để trong góc nhà bụi bám đầy cùng hai lốp xe bẹp dí. Thoáng chút suy nghĩ do xe nặng, việc bê xuống cầu thang đối với giáo sư là việc hơi quá sức. Không muốn làm phiền con dâu nên ông nhờ cậu sửa xe ngoài phố vào đưa xuống để bảo dưỡng. Trước sự ngạc nhiên của con dâu, giáo sư Tấn giải thích ngắn gọn. Bố muốn thỉnh thoảng đạp xe cho dãn gần cốt ngồi viết nhiều cũng không tốt cho sức khỏe sau khi bơm lốp cha dầu và lau xe cẩn thận cậu sửa xe rất mà tận trong sân trao lại cho chủ nhân ngắm chiếc xe đạp long lanh như mới mọi người được tấm tắc khen giáo sư biết bảo quản giữ gìn dù bây giờ xe máy đã nhiều nhưng xe đạp vẫn là phương tiện di chuyển của nhiều gia đình chưa có điều kiện thấy giáo sư đứng bên xe đạp ông tịnh pha ấm trà rồi nói như than thở ba uống chén trà đã rồi hăng đi ngày trước tôi định ra ngồi vỉa hè sửa xe kiếm thiên đồng rau cỏ nhưng bận quá chưa thực hiện được đã nghe người hàng xóm tuyên bố ý định từ hơn chục năm trước do vậy giáo sư tấn mỉm cười không đáp lời sợ dĩ ông lôi con xe đạp ra long chùi là có lý do nếu di chuyển bằng xích lô nhiều lúc không chủ động phương tiện được chưa kể khoản tiền đó không hề nhỏ ngồi uống chén trà nói ra ba câu chuyện cùng ông hàng xóm cho phải phép trong lúc đợi ngoài đường vãn xe cộ qua lại Giáo sư Tấn nhận thấy việc đạp xe là quyết định sáng suốt. Đường phố dạo này nhiều xe máy và ô tô chạy hơn trước. Nhưng giáo sư Tấn không gặp cảnh tắc đường. Có lẽ mạng ngã tư sở tập trung nhà máy xí nghiệp nhiều nên lượng người đông hơn. Thông thả đạp xe trên con đường Hùng Vương. Thỉnh thoảng có vài xe máy chở các cô gái chạy vọt qua. Tự dưng giáo sư Tấn nhớ lại hồi mới trở về nước. Ông thường hay chở vợ mình lên hồ Tây hóng gió thật ra ngày đó hai ông bà còn đang công tác do vậy nhiều lúc có bất hòa cần giải quyết giáo sư thường đèo vợ ra bầu hồ hoặc lên mạn hồ tây khi hai người ngồi trên ghế đá nhỏ to như đang tâm sự lúc đó mọi khúc mắc sẽ được trao đổi thẳng thắn điều này không thực hiện được nếu ở nhà vì họ không muốn con cái chứng kiến đặc biệt là các gia đình trung bách giờ nghĩ lại giáo sư tấn lại phì cười trước câu nói hài hước của mấy người hàng xóm nhà nào có chuyện hãy khóa cửa dắt nhau ra đường nói chuyện dựng xe đạp sát vào tường của ngôi cổ tự giáo sư tấn chậm rãi bước vào hàng nước ngồi nghỉ chân cho đỡ mệt đã lâu không đạp xe nên ông thấy việc không đạp quá xa sẽ tốt hơn dù sao từ phố thợ nhuộm lên tận võng thị cũng là một thử thách không nhỏ nhìn thấy hai người câu trộm đang ngồi bán thuốc lào và đợi khách hỏi mua cá giáo sư tấn khẽ nói xưa mọi người thường kéo lưới bắt cá bây giờ chuyển sang câu sẽ không được nhiều như trước cô chủ hàng nước được dịp tới như nấc nè rồi giải thích đã câu trộm không bị bắt là may rồi kéo lưới là việc của nhà nước bố ơi giáo sư tấn khái à một tiếng ông giải thích rõ hơn vì tưởng cô bán nước là người làng võng thị ngày trước dân làng võng thị đa phần sống bằng nghề đánh cá trong hồ tên gọi võng thị vốn xuất phát từ đặc điểm này có một bộ phận dân làng làm ruộng và thả sen cô hỏi các cụ nhà mình sẽ rõ gặp ông khách uyên bác lại hai chuyện hằng sởi lời nói ngay con là dân vùng chiêm khê mồ thối khi chân còn dính phèn đã về làm dâu ở ngõ mai hương rồi vợ chồng con vừa chuyển về đây được nửa năm thôi vậy chỉ là vợ anh tiến đúng không giáo sư tấn hỏi lại hằng trước kịp trả lời đã nghe thấy tiếng chồng mình thư gửi lễ phép bác đến chơi sao không báo trước để cháu đón tiếp chú đáo thôi bác cho mình vào nhà ngồi cho mát tự mình dắt xe đạp cho giáo sư tấn quay sang vợ tiến lò đúc giới thiệu bác là bố chồng cô Hương nhà mình đó. Bật quạt rót nước cho khách, tiến lò đúc tự hào khoe. Cháu xây nhà xong, nhớ lời gửi gắm của bác, nên thằng Hùng được cháu cho ngủ ngay trên gác xếp. Nhìn theo tay của tiến lò đúc, giáo sư Tấn thấy căn gác xép có cả tấm ri đô. Nhưng ông không biết mỗi lúc đám con bạc sát phạt nhau, tấm ri đô được kéo ra cho kín đáo. Mặc dù đứng từ bên ngoài, không thể nhìn thấy hoạt động trong nhà. Thấy người con rơi của mình đi lượn chưa về, giáo sư Tấn ngập ngừng hồi lâu. Ông chưa biết bắt đầu câu chuyện sao cho thoải mái, nhưng nếu không nói ra, ông lo rằng quá muộn. Dù sao, hiện nay chỉ có Tiến là người nói câu nào, con trai ông sẽ dằm rắp nghe câu đó. Bằng một giọng chậm rãi, giáo sư Tấn đành kể rõ thân phận của Hùng. Ông không quên nhắc lại việc con trai mình bị chính lãng bố hờ dùng thuốc viện để dễ bể khống chế và sai bảo. Dù trải qua đủ chuyện trên đời, từ đâm thuê chém mướn đến giết người như ngoé, nhưng tiến lò đúc vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc bởi có nằm mơ y cũng không ngờ thằng đàn em giật dẹo của mình là con riêng của vị giáo sư khả kính thèm điếu thuốc lá nhưng không dám châm lửa hút tiến lò đúc tiếp chuyện về giáo sư vốn là thông gia với bố mẹ mình trong tâm trạng ngạc nhiên xen lẫn sự tò mò như vậy thằng hùng chim lợn xét ra sẽ là em chồng của hương cũng gọi là có chút tình thâm giao với gia đình này được hai vợ chồng tiến nhiệt tình mời ở lại dùng bữa trưa. Nhưng giáo sư Tấn nhã nhặn từ chối. Ông Tông thả đạp xe quay về nhà vì không muốn hai mẹ con Hương phải đợi cơm. Nhìn theo bóng vị giáo sư già, Tiến nỏ đúc hiểu kế hoạch mượn tay con trai lão tương cà để khử lão hòa đào mộ, coi như không dùng được. Bởi thằng Hùng chim lợn hóa ra là con người khác. Lục hứa với giáo sư Tấn không để thằng Hùng chim lợn nhúng tay vào những việc tội lỗi. Tiến nỏ đúc dù tiếc thằng đàn em, nhưng y sẽ không nuốt lời. Quay sang cô vợ đang lúi húi lấy đá từ mấy chiếc khay nhôm để cho vào phích. Tiến lò đúc tặc lưỡi nói. <laughs> Ai, dần trí thức đúng là khác người. Các vị đó ăn vụng rồi chùi mép có mà rời tìm. Ngủ một giấc đẩy mắt. Tù nghiện ngồi dậy ngáp sái quay hàm. Không phải y đói thuốc, đơn giản chỉ là thói quen cố hữu. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa, tùng nghiện mở chạn cầm nửa chiếc bánh mì cất trong đó y bắt đầu nhai cho đỡ đói bụng tận dụng ánh nắng dọi qua cửa sổ tùng nghiện vén mảnh rồi ngồi ra chỗ có ánh nắng y vừa ăn vừa dùng tay kỳ ghét trên cổ sau mỗi lần v ghét tròn lại tùng nghiện khẽ búng ngay vào góc nhà rồi tiếp tục công việc có một không hai với những kẻ nghiện như tùng việc tắm khô nhiều khi chỉ là cách đợi qua cơn vật thuốc còn tắm ướt là điều quá xa xỉ căn phòng rộng không quá chục mét vuông trong con ngõ nhỏ dù không có nhà tắm còn nhà vệ sinh đi chung ở cuối dãy nhưng nó là niềm mơ ước của khối kẻ muốn có hộ khẩu hà nội ngày trước sách thùng tôn về hà nội trọ học tùng nghiện từng là niềm tự hào của bao gia đình quanh năm chỉ thấy núi ai cũng nghĩ vài năm sau tùng sẽ trở thành cán bộ nhà nước lúc đó tương lai rộng mở trước mắt hà nội dù có nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng với một thanh niên từ miền núi được về thủ đô mọi thứ với tùng đều lạ lẫm và đẹp đẽ kể cả những người bạn mới quen họ nói những lời còn ngọt hơn cả mật ong rừng kẻ say rượu thường không nhận mình say tùng dính vào thuốc viện tự nhiên như người ta cần không khí để thở bệnh nhưng nghi vẫn không nhận mình là con nghiện khác với trên miền núi dù là hàng quốc cấm nhưng nếu muốn vẫn có sẵn thậm chí mọi người mời nhau hút thử ở dưới này thuốc viện là hàng hiếm, phải có tiền mới mong thỏa mãn. Nhiều con nghiện chỉ mong nạo sái thuốc viện để hút và sống qua ngày. Trong một lần máu nhân hùng nổi lên, tụng nghiện đã túng cổ anh chàng bí thư đoàn trường đập tơi tả vì giam góp ý. Kể từ đó tổng trường đại học đóng sập lại, tương lai của y cũng mù mịt như gói thuốc viện vậy. Đầu giờ chiều, tụng nghiện lôi đống quần áo cũ ẩm mốc ra, chọn một bộ để mặc. Do lời giặt nên y thường vứt đống quần áo vào xó giường, lâu lâu mặc xoay vòng lại cảm giác như mới. Chưa đến giờ ngả bàn đèn, Tùng nghiện ra ngồi hàng nước ngoài ngõ để chơi đầu đít. Một kẻ giặt dẹo như y thường giết thời gian bằng cách như vậy cho đỡ tốn sức. Hôm nào được ông chủ ra lệnh đi có việc, lúc đó Tùng nghiện sẽ hút gấp đôi cữ ngày thường để giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Y biết nếu hỏng việc, đồng nghĩa với việc đói thuốc và đói ăn nhưng với kẻ nghiện như Tùng, đói thuốc vẫn là đáng sợ nhất. Ngồi ám quẻ ở quán nước suốt buổi chiều, Tùng nghiện uống hết cốc nước trà loãng và sơi hai thanh kẹo lạc với vẻ nhàn hạ. Đầu óc của y lúc này còn mài nghĩ đến dọc tàu thuốc viện. Thoáng nhìn thấy người đàn ông quen mặt đạp xích lô ngang qua. Tùng nghiện nhanh như sóc nhảy ngay lên xe. Y nói nhưng ra lệnh. Cho đi nhờ sang bên hàm tử quan. Người đàn ông khoảng 60 tuổi nhưng có vẻ mặt khắc khổ Hàng ngày ông từng đạp xe đón khách khu phố cổ. Buổi trưa, ông đỗ xe ngay phố hàng chiếu để ăn cơm và tranh thủ chợp mắt. Gần chục năm đạp xe ở khu phố này. Do vậy, ông biết chở tùng nghiện sẽ không kiếm được đồng nào. Nhưng tiện đường nên ông chờ coi như làm phúc. Bước qua hàng thịt chó đang quạt trà thơm điếc mũi. Tùng nghiện không bận tâm vì ý có nàng tiên nâu vẫy gọi. Lách qua cánh cửa gỗ ọp ẹp, Tùng nghiện dựng chiếc thang tre rồi leo toàn toát lên tầng 2 của ngôi nhà. Gọi là tầng 2 cho oai, nó chỉ là căn nhà tạm bỡ, được dựng trên trần của ngôi nhà phía dưới. Bốn bức tường được đóng mấy lần tấm văn gỗ thông. Loại gỗ đóng thùng, đựng hàng chuyển về Việt Nam của dân đi xuất khẩu lao động. Mái căn nhà trước lợp lá gồi nhưng bị cháy, giờ được lợp lại bằng giấy dầu nhưng không tránh được rột mỗi khi trời mưa. Ở trên căn nhà như cái tròi này, mùa đông gió lùa rất cam cam những mùa hè nóng còn hơn phòng sông hơi. Tuy thế, điều đó không ngăn được những kẻ như Tùng Nghiện mò đến. Ngày trước tiền bạc còn sông xanh, Tùng Nghiện từng nằm trên một con thuyền mặc cho người lái đưa y ra giữa dòng sông Hồng hay ghé vào bãi lau tùy thích. Nằm trong lòng thuyền, y tha hồ phê pha cùng một người đẹp kể bên. Nhưng ngày tháng tươi đẹp đó qua lâu rồi. Tiền hết, tình tan, nên Tùng Nghiện sống vật vờ cho qua ngày đoạn tháng Thuốc viện ở cái tròi này chỉ là loại hạng bét. Nhưng kẻ như Tùng gặp thuốc hạng nào cũng được. Miết sao thỏa mãn cơn nghiện. Hút xong chỗ thuốc tương ứng với số tiền vừa bỏ ra. Tùng nghiện thấy hai thằng giật dẹo khác kiên nhẫn ngồi đợi não sái. Bọn này tỉnh táo nhờ khói thuốc viện nên chỉ quanh quẩn nơi đây. Hửa ké của thiên hạ. Hôm nào tỉnh táo và đủ sức khỏe, chúng nó sẽ đi nhảy xe hoặc móc túi bà con ngoài bến xe. Những lúc như vậy, bọn này nhanh đến mức xuất quỷ nhập thần. Trời tối, nhưng nhờ ánh lửa bập bùng của người phụ nữ đang nấu nồi cám lợn ngay bờ rào, Tùng Nghiện chậm chạp bước xuống chiếc thang tre. Ngày trước, lúc nghe nói cô công an quay bắt đám đánh bạc cùng mấy con nghiện, lão chủ nhà đã rút thang để cả bọn nằm im ngay giữa trưa hè nắng trăng trăng. Chính cách đó tỏ ra có hiệu quả. Do vậy, cái tròi lá thường được dân bẹp tai thích lui tới. Khi đổ cữ thuốc viện, Tùng Nghiện dự tính làm bát cháo gà cho ấm bụng sau đó y bắt tay thực hiện nốt phần việc của ông chủ đã giao. Với số tiền công nhận được, Tùng nghiện nhầm tính đủ cho y phê pha trong hai tuần, chưa kể y còn một kế hoạch khác nhằm ăn mảnh để găm vốn cho bản thân. Vừa ló mặt ra ngoài dãy nhà mặt phố hàm tử quan, bất ngờ con xe Honda 67 từ đâu chặn ngay trước mặt. Một gã nhìn khá hung tợn bước xuống hất hàm nói. Đại ca của ta muốn gặp mày. Không biết đại ca nào cần gặp. Linh tính cho biết đây là việc chẳng lành vì thế tùng nghiện định lách qua con xe máy, y chợt thấy một mũi dao ấn mạnh vào mạng sườn, kèm theo đó tên cầm dao gằn giọng: bố mày không nói chơi, không lên xe thì bố sọc một nhát cho nằm ngay miệng tống. biết không chống cự nổi với hai kẻ lưu manh này, tùng nghiện đành ngồi kẹp giữa để gã trẻ hơn viết con xe honda 67 la vuốt đi. lúc xe chạy trên cầu Trương dương, gã ngồi sau nói như động viên tùng nghiện: đại ca chỉ hỏi một vài chuyện thôi. Loại chó ngáp rồi như mày, ai thèm động tay cho nhọc. Nếu muốn bố đã ra tay từ nãy. Con xe Honda 67 lao vun vút, mặc dù đoạn đường này đèn đường có chỗ có chỗ không. Đặc biệt khi dễ sang đường Nam thường hay xảy ra tai nạn. Lúc xe đi vào dãy nhà cấp 4, Tùng Nghiện bị lôi vào trong ngôi nhà cuối dãy. Bước vào trong căn nhà ẩm mốc, bởi lâu không có người ở. Tùng Nghiện nhìn thấy một đại ca mặc bộ quần áo rằn di, đang ngồi trước bàn như đợi mình. Chỉ tay vào đĩa bó bò cùng một đĩa nộm vị đại ca thản nhiên nói bắn vài bi thuốc viện xong cần ăn chút cho đỡ đói sau đó anh hỏi gì mày trả lời đó tuyệt đối không chơi trò văn vở chỉ sang gã bẩm trận cầm dao lê lúc nãy vị đại ca giới thiệu đây là thằng em của anh nó kiệm lời nên thích dùng tay chân nói chuyện lần trước anh ra ngoài hút điếu thuốc có vài phút ở trong nhà nó kịp đấm đá vài phát nhưng đủ khiến cho ông con rời dập lá lách phải đi cấp cứu gấp tí nữa là toi mạng Kiểu nói chuyện vừa đấm vừa xoa khiến cho Tùng Nghiện run cầm cập. Y không sao cập đũa gấp nổi thức ăn. Có lẽ thông cảm với kẻ đang nằm trong tay mình. Vì đại ca tốt bụng xa thức ăn vào chiếc bát sắt, sau đó ném cho Tùng Nghiện chiếc thỉa nhôm. Bữa ăn gần xong, ở bên ngoài có tiếng xe máy êm du chạy tới. Vì đại ca hất hàm cho một tên đàn em. Mau chạy ra dắt xe, nhớ đừng làm sức sơn con rim của anh Tương. Nghe nhắc đến não tương cả, tự nhiên Tùng Nghiện đánh rơi cái thỉa nhôm xuống nền nhà sau cái búng tay của đại ca sán đồ tề trồm tới túm cổ thùng nghiện lôi vào trong buồng con mồi đã bị trói ngay vào chiếc ghế gỗ nơi mấy tháng trước lão thuân gỗ bên tiên sơn đã bị tiếng lò đúc tra tấn đến dập lá lách nghĩ đến việc đại ca mở đôi mình ra dọa thằng nghiện tự dưng sán đồ tề thấy phần phơ y cười khùng khục rồi bẻ tay kêu răng rắc ngồi ổ rũ trong buồng Tùng hiện tránh không dám nhìn thẳng vào mặt của gã giang hồ đang phì phèo điếu thuốc đứng canh mình. Y sợ điên lên, tay đó lại cho y lĩnh vài cú đạp hoặc đập thẳng vào măng tông là xong. Ở gian ngoài, lão chồng già của cô em họ đang nói chuyện cùng gã đại ca. Dường như họ không có vẻ gì vội vã. Nhưng Tùng Nghiện biết mình khác nào cá nằm trên thớt. Chó chuẩn bị thui dơm. Lúc này y xẹp lép như con rán. May nhờ có vài bi thuốc viện nên tùng nghiện còn đủ tỉnh táo ngay khi lão tương cả bước vào không tỏ vẻ bực tức hay giận dữ lão bình thản nói tối nay chú có chuyện gì cần nói anh sẵn lòng nghe xét về ngôi thứ chính ra chú phải ở hàng trên vì con vợ dại của anh là em họ chú thấy tùng nghiện im lặng lão tương cả vén tay áo nhìn đồng hồ rồi vỗ vai kể tội đồ căn dặn thôi anh phải về không em họ chú lại mong ở lại đây tắm sông đuống cùng mấy người anh em cho vui. Hoàng sợ trước viễn cảnh ăn no đòn, rồi ném xác xuống dòng sông đuống. Tùng nghiện không khả mà xưng, Y xin cốc nước lọc uống cho đỡ khô họng. Sau đó liền khai tốt tuột không hề giấu giếm mọi thứ, kể cả căn phòng chưa đến chục mét vuông hiện đang tá túc. Ngồi hút thuốc, nghe xong mọi chuyện, lão tương cả vẫn giữ bộ mặt thản nhiên, dù trong lòng của lão sục sôi căm thù hóa ra bấy lâu nay thằng em rể mất dạy đã đi trước lão vài bước tên đó chơi kiểu giết người không giao bằng cách đầu độc cho lão chết dần vì thạch tín hễ mỗi lần tùng nghiện ngừng lời lão tương cả lại vén tay áo xem đồng hồ thay lời đe dọa biết thân biết phận nên kẻ thợ đồ lại kể tiếp một cách mạch lạc khi tả về lon sữa bò có trộn thạch tín loại nhẹ nhằm đầu độc từ từ tùng nghiện không quên cung cấp cho lão tương cả một tin quan trọng hồi trước anh hòa có đưa cho em một lọ chất bột nghe nói vẫn là thạch tín nhưng mua trên biên giới có vẻ độc dược mạnh hơn nhiều lão tương cả nheo mắt nói khuya rồi nhưng anh vẫn đợi được nếu chú mày giao nộp mọi thứ coi như chưa từng gặp anh của mọi người nếu để lộ truyền ra lão hòa đà mộ sẽ cho chú mày sốc thuốc rồi chết ngay bến lòng biên tùng nghiện dính cảnh trên đe dưới búa y lau mồ hôi chán rồi nói lý nhí em hiểu và sẽ dự kiến chuyện này. Không muốn bẩn tay xử lý thằng Nghiện, bởi như thế sẽ rút dây động rừng. Tiến lò đúc nhắc sán đồ tề đưa cho Tùng Nghiện chút tiền coi như bịt miệng. Đương nhiên y phải báo cáo cho lão hòa đào mộ mọi việc diễn ra đúng kế hoạch. Là kẻ giang hồ lọc lõi, Tiến lò đúc thừa hiểu có thách kẹo thằng Nghiện cũng không dám bép xếp. Dưới sự áp tài của sán đồ tề, Tùng Nghiện quay về căn nhà ở ngõ hàng chiếu để giao nộp lọ thủy tinh có chất bột màu xám. Y không quên đưa lại chùm chìa khóa, do người em họ tạo khuôn. Việc đánh chìa khóa vốn không nằm trong kế hoạch của lão hòa đào mộ, nhưng Tùng Nghiện muốn mượn gió bẻ măng, để khoáng một mẻ trước khi cao chạy xa bay. Tính toán là vậy, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác. Giờ đây mong bảo toàn tính mạng là may lắm rồi. Nhìn theo con xe Honda 67 chờ hai kẻ giang hồ lao vút đi. Đến lúc này, Tùng Nghiện mới tin chắc mình đã tai qua nạn khỏi. Y không còn hơi sức đâu mà lo nghĩ cho cô em họ dù tai họa đã cận kề. Trao lại cho lão tương cả lão thạch tín cùng chùm chìa khóa nhà được mấy người thợ ở phố Nguyễn Thái Học gia công, tiến lão đúc thản nhiên nói. Lần trước nhà anh bị đột nhập, nói thật em cũng thấy ai nấy vì tình ngay lý gian. Nhưng hôm nay chính anh đã chứng kiến, Lão hòa đạo bộ có trong tay một lũ đàn em để sai việc. Kể từ khi biết em hay qua lại bên thạch bàn, lão đó giấu nhẹ mọi kế hoạch. Không cần tiến lò đúc nhắc, lão tương cả đưa cho tay đại ca con cháu nhà Hán một sớt tiền, Lão nghiến răng nói Chú lên kế hoạch khử thằng đó cho anh Tiền không thành vấn đề Nghĩ đến cô vợ trẻ Dù còn tiếc nuối nhưng lão tương cả Quyết ra tay Bởi hóa ra lâu nay lão nuôi ong tay áo Lão muốn sau này có việc gì Lúc đó thằng Tùng Nghiện sẽ trở thành nhân chứng Vạch mặt lão hòa đào mộ Riêng lão là nạn nhân Đương nhiên vô can Luôn tự hào bởi danh xưng gia cát khổng minh Đến hôm nay dính mưu hèn kế bẩn Của lão hòa đào mộ Lần đầu tiên lão tương cả thoáng dùng mình sợ hãi. Đúng là thằng em rể cũ biết chọn điểm yếu nhất. Người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Việc lão đó mò ra được tùng nghiện để móc đối người em họ, tức cô vợ trẻ làm tay trong. Quả thực là cao thủ đáng mặt anh hào. Thấy lão tương cả muốn một đập ăn quan, tiến lò đúc ngạc nhiên hỏi. Tàng chứng và nhân chứng đủ hết, sao anh không báo công an tóm cổ lão đó? Vén tay nhìn đồng hồ lần nữa, lão tương cả phân tích ngắn gọn. Thằng Tùng Nghiện làm nhân chứng, ai tin? Chưa kể nó lật kèo, thì lúc đó anh và chú sẽ mắc tội bắt giữ người trái pháp luật. Trời nắng sớm, nên lão tương cả muốn ngủ thêm cũng không được. Đã thành lệ, vừa 5 giờ sáng điện đã bị cắt cả ngày. Hôm nào sớm phải tầm sau 4 giờ chiều mới có điện. Dù nằm sát ngay thủ đô, nhưng bà con phải mua điện giá cao do hợp tác xã đấu thầu. Việc tính giá nhiều khi gây bất bình, vì mỗi lần một giá khác nhau trong khi hệ thống đường dây cùng công tơ đều cũ nát. Hệ mưa to gió lớn, mọi người cầm chắc phải ăn cơm dưới ánh đèn dầu. Sau vài động tác vươn vai cho khỏe người, lão tương cảm bước ra phòng cách bắt đầu một ngày mới với nhiều dự định. Thoáng nhìn thấy cô vợ trẻ lúi húi đổ bã thuốc từ trong chiếc cấm đất ra sân để phơi nắng. Lão tương cả tâm đắc nói. Các cụ đã dạy cấm sai, cơm ba bát, thuốc ba thang. Nhờ có việc sắc thuốc nên nhà mình lúc nào cũng thơm mùi thuốc bắc người thôi chưa cần ăn sáng đã thấy vô cùng sảng khoái chỗ bà thuốc đó sẽ dùng bón cây sáng ra vừa ngủ dậy nên cô vợ trẻ mặc quần đùi và chiếc áo mỏng đứng đuối húi ngay trước hiên nhà tuy nhiên lão tương cả không nhức móc là con gái quạ mồ như thường ngày đợi vợ bưng hai bát bún mọc đặt lên bàn lão tương cả nhanh tay san bớt bún vào bát của vợ rồi thông báo tranh thủ buổi sáng đa mát vợ chồng mình vào nội thành chơi đến trưa nắng nóng sẽ về phố phó đức chính bên này biết điện cả ngày lại quạt mỏi tay không mấy khi được theo chồng đi chơi nam nhanh nhẹn thu dọn bát đũa cô biết chồng mình ghét lối trang điểm đậm quá nếu nhìn thấy sẽ nói giống loại gái đứng đường do vậy nam quyết định ăn mặc và trang điểm làm sao cho chồng ít ngứa mắt nhất chọn cho mình bộ quần áo kín đáo và lịch sự thoa nhẹ chút son cho tươi tắn nam vội vàng xách túi ra phòng khách vì sợ chồng phải đợi lâu nam biết những lần đi vào nội thành chơi bao giờ chồng cô cũng đều kết hợp công việc làm ăn nếu không sẽ lào bào kêu tốn xăng. Đợi vợ khóa cửa nhà cẩn thận, lão tương cả dắt con xe Dream ra cổng rồi nổ máy. Không giống cánh thanh niên, hễ ngồi lên xe đã vội thốc ga rổ máy. Lão điểm đạm thử phanh tay cùng phanh chân, sau đó bấm còi để tránh va chạm mới nướt nhẹ rời làng. Đường vắng nên không mấy chốc, hai vợ chồng đã ở trên cầu Trương Dương. Ngoài việc hay bị cắt điện để phục vụ cho sản xuất và tưới tiêu, Nam nhận thấy có xe máy nên khoảng cách từ nhà vào nội thành không quá xa như mọi người nghĩ. Sống ở làng chỉ buồn một điều, hàng quà bánh không được phong phú như phố phường Hà Nội. Chưa kể khu chợ quê chỉ họp vào buổi sáng. Cánh phụ nữ ở làng đều đầu tắt mặt tối, do vậy cô muốn làm quen để nói chuyện cũng khó. Không rẽ vào phố phó đức chính ngay, lão tương cả đưa vợ tới đê yêu cơ. Lúc rẽ vào ngôi nhà có chữ bảo sinh đường, lão nói nhỏ với vợ nhà ông lang khương bốc thuốc nhiều đời nhất ở kinh kỳ kẻ chợ hơn chục thang thuốc bắc mình sắc cho tôi được lấy ở đây nhưng mình đã uống hết đâu nam ngạc nhiên hỏi chỉ tay vào chỗ xe đạp xe máy dựng ở sân ngay trong hiên nhà có nhiều kẻ đứng người ngồi lão tương tà giải thích hôm nay tôi đưa mình đến đây là muốn ông lang khương cắt cho mấy thang thuốc bổ tranh thủ lúc tôi còn khỏe mạnh vợ chồng mình sinh một đứa con dù trai hay gái đều được sống cảnh già nhân ngãi non vợ chồng đã lâu bỗng dưng được ông chồng già nhắc đến chuyện sinh con khiến nam cảm động người ta nói đứa con là sợi dây kết nối tình cảm do vậy nếu chồng cô đã nhắc đến chuyện sinh con nghĩa là mối quan hệ vợ chồng sẽ được bền lâu chưa kể đứa bé sẽ được hưởng thừa kế phần tài sản cách dù không có bản khó tính như mọi ngày Lão Tương Cà kiếm hai chiếc ghế đầu mang ra gốc ổi cho hai vợ chồng ngồi đợi. Thậm chí lão còn nhặt tờ báo cũ cho cô vợ trẻ đọc để giết thời gian gần trưa lúc được ông lang khương bốc cho chục thang thuốc xong lão tương cả thanh toán tiền rồi đưa vợ đi ăn sau đó hai vợ chồng ghé về ngôi nhà ở phố phó đức chính như dự tính hồi sáng nam nghỉ trưa ở ngôi nhà phố có quạt điện mát rượi nam thấy chồng dán mặt vào màn hình coi băng video có mấy cô người mẫu mặc bikini nhiều lúc cô tự hỏi sao chồng xem mãi không chán tuy vậy sau này nam tự lý giải đàn ông mà chán phụ nữ thì đâu còn là đàn ông miễn sao ngắm no mắt trên vô tuyến nhưng đêm đến không quên nghĩa vụ là được biết đám người mẫu tóc vàng mắt xanh xinh đẹp đều sống ở nước ngoài nhiều lúc nam buồn cười vì ông chồng già nếu có gặp họ thật sự chắc chỉ đứng đến vai họ chưa kể vấn đề thể lực thì ham hố nỗi gì được pha cốc nước tranh xong nam mở tủ lạnh lấy viên đá cho vào cô nằm cạnh chồng thủ thì tâm sự em thấy ở bên quê rất thích vì không gian thoáng mát nhưng ở bên này còn thích hơn chỉ cần bước chân ra cửa sẽ có đủ thứ cần mua ôm cô vợ trẻ vào lòng lão tương Cà nhẹ nhàng nói anh không muốn bán căn nhà này là vì thế vợ chồng mình di chuyển một chốn đôi nơi không mất nhiều thời gian như luật xác thành con người khác hẳn chiều tối trong lúc cô vợ trẻ nấu cơm lão tương Cà tự tay sắc thuốc thực hiện đúng lời ông lang khương dặn lão đun ba bát nước rồi chắt lấy một bát lúc đưa chục thăng thuốc bổ ông lang khương còn dặn kỹ phải chia uống từ hai đến ba lần trong ngày Thuốc phải uống sau bữa ăn độ 1 giờ đến 2 giờ, không nên uống lúc no quá hay đói quá và kiêng chất tanh. Tuy nhiên, việc quan hệ vợ chồng không phải kiêng, đó là điều khiến lão tương cả cảm thấy hài lòng. Cái hay của thuốc bắc là phải có chất dẫn thuốc. Bừng bát thuốc đầy sóng sánh đặt lên bàn, lão tương cả mở trước lọ thủy tinh vốn đựng thuốc kháng sinh penicillin. Bên trong lọ có chất bột màu xám, nhìn thoáng qua khó biết được là loại gì. Đây chính là lọ thuốc do tùng nghiện giao nộp, nó vốn là thuốc của lão hòa đàm mộ định dành cho lão thông qua cô vợ trẻ. Ngờ đâu kẻ chơi dao có ngày đứt tay. Bởi lão sẽ tự mình pha chế. Để cho cô vợ trẻ được hưởng chút lộc rồi. Thật ra việc đi cắt trục thăng thuốc bổ nhà ông lang Khương sáng nay. Việc muốn có đứa con cho vui cửa vui nhà. Tất cả là màn kịch để lão khiến cô vợ trẻ lạc vào mê hồn trận. Dùng đầu đũa chấm vào lọ. Nó tương cả khoáng nhẹ vào bát thuốc trước lúc cô vợ trẻ bưng mâm từ dưới bếp lên nhà gần đến giờ đi ngủ nhắc vợ uống bát thuốc trong khi lão tiếp tục bật băng video ưa thích ngồi xem đã quen với tinh cách của chồng nam thay đồ rồi mắc màn vào nằm trước cô biết đã thành thói quen ông chồng già xem đến lúc không cưỡng lại được sẽ trôi vào màn để ôm ấp vợ chán chê mê tơi thấy vợ đã nằm trong buồng ngủ lão tương cả nhét lọ thủy tinh vào ngăn kéo rồi thoáng dùng mình kinh sợ hóa ra bấy lâu lão sinh sống cùng cô vợ lòng lang dạ sói Xem chút nữa lão đã phải về trầu tiên tổ sớm. Sự chủ quan nào cũng phải trả giá đắt, nhất là khi đã nuôi ong trong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Lần này ít ra lão chỉ mất có vài triệu, số tiền đó rất lớn với nhiều người, nhưng với lão nó chỉ như cái móng tay. Nếu chẳng may chết đi, lúc đó sẽ không mang được cả đống tiền. Không giống như loại thạch tín có mùi cam thảo, loại thuốc lần này có tác dụng tức thời. Ngồi ở bên ngoài, coi đám người mẫu khoe mông và khoe ngực, Lão Tương Cà vẫn nghe rõ tiếng nôn ọe của cô vợ trẻ ở trên giường bên trong phòng ngủ. Làm như mình vô can, Lão Tương Cà vẫn dán mắt vào vô tuyến chăm chú xem, rồi đầm bầm nói một mình. Giường bốn thước hai, quan tài bốn thước bảy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 15 của tác phẩm Sát Thủ tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 16. Còn bây giờ Đình duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.